các bạn, hôm nay một công ty tên Đại Dương sẽ chia sẻ đôi nét về tiểu bang Iowa tại Hoa Kỳ. Iowa là một tiểu bang thuộc về miền Trung Tây Hoa Kỳ. Iowa giáp với Minnesota về phía Bắc, Nebraska và Nam Dakota về phía Tây, Missouri về phía Nam và Wisconsin và Illinois về phía Đông. Đây là nơi sinh tổng thống Herbert Hoover. Sông Mississippi là đường biên giới phía đông của tiểu bang. Ranh giới này bên Tây gồm có Missouri từ thành phố Sioux trở về phía Nam và sông Pissosius về phía Bắc. Có vài hồ tự nhiên ở tiểu bang này, nổi tiếng nhất là hồ Linh Hồn Spirit Lake và hồ Tây Okobon và hồ Đông Okobon vào miền Tây Bắc của Iowa. Các hồ nhân tạo bao gồm có Odessa, hồ Silo Village và hồ Đá Nhỏ và hồ Rasbun. Cuối cùng, nếu như các bạn có thêm thắc mắc về các vấn đề về dưỡng mục Mỹ, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới công ty Tân Đại Dương. Có địa chỉ duy nhất tại Hồ Chí Minh là 1481 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại 0838879 hoặc truy cập tới website tân đại dương.edu.vn và telegram.com.